sẽ dẫn mọi người cài SQL Server 2014. Thì mọi người sẽ được sử dụng được trong các môn về cơ sở dữ liệu và môn về C# cũng như là các buổi học vào 3 ngày tiếp theo. Mọi người vào cái link nhanh cửa, mọi người tải file SQL này về, sau đó mọi người ấn chạy thì nó sẽ hiện lên cái này. Hiện lên được cái bảng này rồi, mọi người chọn New SQL Server 2014. Đó, mọi người chọn New. Mọi người chờ chút, nó mở lên cái bảng cài đặt. Đây rồi, đây là cái bảng cài đặt. Ok, mọi người next. Next ở dòng thứ 2, dòng thứ 3 được bỏ qua, dòng thứ 4 được bỏ qua. À, dòng thứ 4 đang chờ chứ. Ok. Next. Accept. Rồi, tự đánh dấu cái này cho mọi người. Đó, next. Mình sẽ đặt cái tên này, mình sẽ đặt N2. Mặc định của nó sẽ là cái chữ SQL Express này. Còn đây anh cả lần thứ hai rồi thì sẽ hiện như này thôi. Nào, thế thôi. Bỏ treo hả? À, được rồi. Nice. Rồi, next. Mình sẽ chọn mix mode nhé, chọn mật khẩu này, mình đặt mật khẩu dễ nhớ thôi, 123456. Đây, ok, đây, chờ, là một chờ đó, chờ xíu anh sẽ bỏ qua phần cho nó chặn này, phần cuối. Và trong quá trình cài đặt thì nó sẽ có một lỗi thường hay gặp, lỗi là nó báo thiếu Microsoft VSS này, thì mọi người cứ lên Google mới search thôi. À, đợi em tắt cái này rồi ta. Microsoft VSS 2014. Writer, đây là cái này nhá. Mình ấn vào này. Có cái này đi thôi. Đây, dán nó vào. Đây. Và mọi người sẽ download. Là được. Đó, download cài đặt xong thì nó sẽ không bị lỗi đấy nữa. Mọi anh đã cài sẵn rồi, anh sẽ không thực hiện cái bước đấy lại. Còn nếu mọi người bị lỗi thì mọi người thực hiện cài cái đó về. Và cài là xong. Lưu ý là khi cài cái đấy xong, mọi người phải retask máy thì mọi người tiếp tục quá trình cài đặt được. Nên là mọi người có thể vào control panel này, mọi người kiểm tra xem có luôn chưa. Chưa có thì mọi người cài thêm và thực hiện bắt đầu quá trình lại từ đầu để cho nó đỡ bị phải restart máy. Đó, đó là một số lưu ý thôi. À, chúng ta nếu mà cài được VNS xong rồi chắc nó cũng có lỗi gì đâu, trừ khi là mọi người đã cài SAM hoặc là MySQL thì nó có thể trùng cổng và bị lỗi, thì mọi người sẽ thực hiện config, tức là mình sẽ sửa một số cổng ở trong SAM cho dễ thay vì sửa bên này hơi khó, và mọi người chờ nó hoàn thành thôi. Thì sau quá trình nó chạy một hồi thì như cái nó cài thành công. Đấy, thử tìm xem chạy được chưa nào. SQL đây, cài xong rồi thì mọi người có thể mở cái này lên. Đó, đó. Chờ một chút, một lúc để nó đây rồi, xong rồi đây. Mọi người ấn connect nhá. Rồi, đó. Đây, sau khi mọi người đã cài xong này,
Và anh tí anh sẽ xuất cái file SQL này ra cho mọi người. Thế thôi. Mọi người cài càng sớm thì anh sẽ sửa được lỗi. Còn trước bữa ngày mai mà mọi người không cài được thì bữa ngày mai người không còn cái gì cả. Thôi nha.